Các bạn đang nghe truyện đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 1346, Tử Chiến Không Hàng 2. Trấn Nam quân ở Lâm Xuyên Phủ ác chiến lâu như vậy với phản quân cố nhất chu, sớm đã không phải đám tân binh chưa đánh trận kia của lúc trước. Bọn họ ở Vĩnh An Phủ thảm bại, bị kỵ binh phục châu truy kích chém giết, vô số đồng chí chết thảm, trong lòng bọn họ nghẹn một ngọn tà hỏa. Bọn họ giờ phút này vung trường đao xông pha chém giết, thế mà đánh cho phục châu quân tiến công liên tiếp lui về phía sau không ổn định được đầu trận tuyến phục châu quân tuy nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm trải qua thao luyện nghiêm khắc nhưng chính thành phục châu quân đều chưa từng thật sự đến trên chiến trường chém giết một lần này truy kích tác chiến vẫn là lần đầu bọn họ lên chiến trường cũng may có kỵ binh ở phía trước xung phong chém giết bọn họ chỉ cần đi theo phía sau dọn dẹp tàn quân là được rồi Bây giờ đột nhiên đối mặt mấy ngàn Trấn Nam quân vô ngược, quân đội Phục Châu quân mới lên chiến trường không lâu trực tiếp bị đánh cho ngây dại. Chỉ không đến hai nén hương thời gian, hơn vạn Phục Châu quân tiến công thế mà bị đánh cho chật vật bỏ chạy. Trống. 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 Nhìn Phục Châu quân vừa lăn vừa bò đào tẩu, ở trên sườn núi bỏ lại một tầng thi thể, các binh sĩ Trấn Nam quân bộc phát ra tiếng hoang hô rung trời. Các binh sĩ Trấn Nam quân tuy mỏi mệt không chịu nổi, tuy áo giáp tàn phá. Nhưng bọn họ giờ phút này ở trong tuyệt cảnh bùng nổ sức chiến đấu cường hãn khiến Phục Châu quân sợ rồi. Phục Châu quân như thủy triều lui xuống, Trấn Nam quân cũng không truy kích. Bọn họ ở sau khi hoang hô một lúc, vội vàng ở trên thi thể kẻ địch mò mẫm tìm kiếm đồ ăn thức uống. Rất nhiều người sau khi tìm được lương khô, không để ý máu tươi đầy tay, đặt mông ngồi ở trong đống xác cắn ăn cả miếng to. Phục Châu Uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu thấy quân đội bại lui xuống, con ngươi hơi co lại. Hắn vạn lần không ngờ, một đám tàn binh này thế mà còn có chiến lực như thế. Hắn vốn chuẩn bị hơn vạn binh mã ép lên, trực tiếp nhân lúc tinh thần đang cao tiêu diệt đối phương. Ai biết chẳng những chưa tiêu diệt được đối phương, bọn họ còn tổn binh hao tướng, điều này làm hắn không thể không một lần nữa đánh giá một đối thủ này của hắn. Rất hiển nhiên, Phục châu quân bọn họ còn chưa thích ứng ác chiến như vậy. Tướng quân, một đám tàn binh này có tâm lý nhất định phải chết, chúng ta không cần thiết cứng đối cứng với bọn họ. Một tham tướng đề nghị, không bằng chúng ta phóng hỏa đốt núi đi, làm bọn hắn tán thân biển lửa. Không. Quy vũ tướng quân dương văn hậu từ chối đề nghị của tham tướng này. Mang toàn bộ cung thủ đều điều lên. Kiểm hộ công kích một lần tấn công thất lợi cũng chưa khiến Dương Văn Hậu vị uy vũ tướng quân này từ bỏ cùng quẻ oải. ở trong mắt hắn, đây là một lần cơ hội luyện binh rất tốt. Phục Châu quân bọn họ quá khuyết thiếu rèn luyện chiến trường. từ vừa rồi biểu hiện liền có thể thấy được, bọn họ lúc trước thắng lợi đều là may mắn. hôm nay vẹn vẹn một đám tàn binh đã đánh bọn họ chạy trối chết. nếu gặp càng nhiều kẻ địch hơn, vậy chẳng phải là phải thua trận cho nên hắn quyết định lấy tàn quân trấn nam quân trên đỉnh núi này luyện binh ở trong tiếng kèn to rõ phục châu quân lại có hai doanh quân đầy đủ sức lực đều đến tuyến đầu bọn họ thay phục châu quân mới vừa rồi bại trận chuẩn bị khởi xướng công kích lần nữa bắn tên chỉ nghe quan quân phục châu quân ra lệnh một tiếng vô số cung mạnh nỏ cứng tiến hành đã kích kiểu bao trùm đối với đỉnh núi trấn nam quân thủ vệ từng mảng mưa tên bay lên trời toàn bộ đỉnh núi tựa như đổ một trận mưa tên. Các binh sĩ trấn Nam quân ở lúc bại lui sớm đã ném xuống tấm khiên các thứ trói buộc. Giờ phút này đối mặt mũi tên dày đặc, bọn họ kinh hoảng thất thố tránh né, nhưng vẫn không ngừng có người trúng tên ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng ở toàn bộ đỉnh núi. Công! Giết đi! Lại có hàng ngàn phục châu quân khởi xướng công kích. Bọn họ nắm chặt binh khí, sải bước hướng về đỉnh núi leo lên tiến công, tựa như con kiến dày đặc rất nhanh hai bên một lần nữa đánh giáp lá cà chém giết thảm thiết triển khai ở giữa sườn núi phục châu quân một lần nữa bị ép xuống một lần này trấn nam quân trả giá ước chừng hơn một ngàn người thương vong nhưng không đợi bọn họ kịp thở mũi tên rít cào lại tới ở sau mũi tên lại có mấy ngàn phục châu quân khởi xướng tấn công từ sáng sớm đến trạng vạn Phục Châu quân khởi xướng một rồi lại một đợt tấn công đối với đỉnh núi Trấn Nam quân thủ vệ. Trấn Nam quân liều chết phản kháng, thương vong càng lúc càng lớn. Khi trời sắp tối, Phục Châu quân đã chiếm lĩnh các nơi giữa sườn núi, ép bọn Giang Vĩnh Dương chỉ có thể cố thủ đỉnh núi. Đại công tử, nhân số kiểm kê ra rồi. Ở phía sau một tảng đá lớn ở đỉnh núi, một đô ý thanh âm trầm thấp bẩm báo, chúng ta đánh một ngày, còn có hơn 1.500 huynh đệ còn sống. Nghe được con số này, mọi người đều trầm mặt. Lúc buổi sáng bọn họ còn có 5.000 binh mã. Tuy 5.000 binh mã này bao hàm mã phu, đầu bếp, dân phu cùng thân vệ các tướng lĩnh vân vân. Nhưng chỉ một ngày thời gian, bọn họ chỉ còn sót lại hơn 1.000 người. Nếu không phải bọn họ bây giờ hãm sâu vòng vây, thương vong lớn như vậy, 1.000 người còn lại đã sớm chạy tan hết. Nhưng bây giờ bọn họ không chỗ nào để trốn, chỉ có thể ôm đoàn cùng một chỗ chẳng lẽ trời thật sự muốn diệt ta sao giang vĩnh dương nhìn bầu trời dần dần tối xuống trong lòng có chút dao động màn đêm buông xuống lửa trại đang thiêu đốt lách tách đại công tử giang vĩnh dương ngồi ở cạnh đống lửa dùng cành cây khều đống lửa đôi mắt vô thần trong bóng đêm không ngừng có thương binh bên bờ vực tử vong kêu thảm thanh âm thống khổ tuyệt vọng đó khiến không khí rất áp lực mấy ngày liền thua trận khiến cảm xúc của vị đại công tử tâm cao khí ngạo này rất thấp trong lòng cũng vô cùng quể oải. Phòng tuyến tâm lý của Giang Vĩnh Dương đã sụp đổ, hắn đang tự hỏi nên đầu hàng giữ một cái mạng hay không? Các ngươi làm gì? Đột nhiên, thân vệ phát ra tiếng quát lạnh lùng. Giang Vĩnh Dương ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bóng đêm mấy chục binh sĩ áo giáp tàn phá đang cầm đao tranh chấp với thân vệ của mình. Chúng ta thật sự là quá đói rồi. Ta muốn giết ngựa đỡ đói. Chung quanh bóng người lấp ló, không ngừng có binh sĩ hội tụ đến. Bọn họ nhìn chầm chầm ngựa của đại công tử Giang Vĩnh Dương cùng các thân vệ, trong mắt bọn họ toát ra ánh sáng xanh lét. Các ngươi đám khốn kiếp này. Đây chính là vật cưỡi của đại công tử, đáng giá ngàn vàng, sao có thể làm thịt để ăn. Thân vệ lớn tiếng quát mắng đám tàn binh trấn nam quân này, nhưng đám tàn binh này lại không nhúc nhích. Có binh sĩ lớn tiếng ồn ào, không giết ngựa cũng được, vậy ngươi cho chúng ta lương thực. Chúng ta ở nơi này huyết chiến với phục châu quân, rất nhiều huynh đệ đã chết cũng chưa được ăn một bữa no. Ta nói không chừng ngày mai cũng sẽ chết, ta không muốn làm quỷ chết đói. Đúng, chúng ta không muốn làm quỷ chết đói. Các tử tù kia trước khi chết còn có thể ăn một bữa no, chúng ta chém giết đẫm máu, sao có thể không được giết ngựa ăn thịt. Tránh ra, bằng không ngay cả ngươi cùng nhau làm thịt. Chiến bại, cạn lương thực, bị thương tử vong những thứ này đều đang tàn phá ý chí của đám tàn quân trấn nam quân này bọn họ lúc trước còn có thể duy trì tôn ti cao thấp cho dù trong lòng bất mãn đối với đại công tử giang vĩnh dương nhưng cũng chỉ là âm thầm oán giận nhưng bây giờ bọn họ bị vây trên ngọn núi nhỏ này không có đường sống không có lương thảo cái này làm cảm xúc của bọn họ cũng không ổn định nữa đại công tử giang vĩnh dương nhìn các binh sĩ lớn tiếng kêu la trong bóng đêm không hiểu sao sau lưng dâng lên một cơn lạnh toát. Nếu là không giết ngựa chiến cho bọn họ ăn, vậy bọn họ nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi cảm xúc của bọn họ mất khống chế, nói không chừng sẽ cắt đầu mình đi đầu nhập phục châu quân. Nghĩ đến đây, Giang Vĩnh Dương vội đứng dậy. Hắn biết, mình phải làm một chút gì đó, để ổn định cục diện. Giang Vĩnh Dương lớn tiếng phân phó, mang ngựa giết hết, để các tướng sĩ ăn một bữa no thân vệ không nở, đại công tử, đó là ngựa quý từ phương Bắc dùng nhiều tiền mua. Ngựa quý lại như thế nào, chỉ là một ít súc sinh mà thôi, lấy cho các tướng sĩ lấp bụng, chung quy có thể có một chút tác dụng. Sau khi nghe được lời này, ấn tượng của các binh sĩ trấn Nam quân đối với vị đại công tử này có điều đổi mới. Một ít người dẫn đầu ồn ào muốn ăn thịt ngựa càng hổ thẹn cúi đầu. Bọn họ ăn thịt ngựa là giả, trên thực tế là muốn phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi. Đại công tử Giang Vĩnh Dương nói với các binh sĩ vây tụ tới, bây giờ chúng ta tình cảnh gian nan, còn hy vọng các vị tướng sĩ phải đồng lòng hợp sức, cùng nhau vượt cửa ải khó khăn. Ở dưới đại công tử Giang Vĩnh Dương phân phó, ngựa của hắn cùng một ít tướng lĩnh, thân vệ bị đã binh sĩ trấn Nam quân quá đói ùa lên, loạn đao chém ngã xuống đất. Rất nhiều binh sĩ trấn Nam quân lao lên, chết vào vết thương ồ ạt chảy múa kia bắt đầu út miệng dính đầy máu tươi. Sảng khoái, sảng khoái. Các binh sĩ trấn Nam quân chém giết toàn bộ ngựa. Bọn họ đốt lên từng đống lửa trại, trực tiếp nướng thịt ngựa máu tươi đầm đìa, thậm chí còn chưa nướng chín, đã bị một ít binh sĩ trực tiếp nuốt vào bụng. Một màn thấy như vậy, đại công tử Giang Vĩnh Dương có chút buồn nôn. Thịt ngựa cuối cùng khiến bụng các binh sĩ trấn Nam quân không trống trơn nữa, thể lực cũng khôi phục không ít nhưng liên tục ác chiến làm bọn họ hầu như mỗi người đều có vết thương. Đặc biệt rất nhiều binh sĩ bị thương nặng, bọn họ nằm ở trên mặt đất, bất lực trên rỉ. Đại công tử Giang Vĩnh Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn từng binh sĩ chết đi, sau đó bị nâng đến giữa sườn núi, xếp thành bức tường ngăn cản kẻ địch đánh lên núi. Trời làm chăn đất làm giường, điều kiện ác liệt, tiếng kêu rên của thương binh cùng tiền đồ vận mệnh u ám khiến Giang Vĩnh Dương trằn trọc khó ngủ. Lúc trời gần sáng, hắn lúc này mới cuốn một tấm thảm mơ mơ màng màng ngủ một lúc. Nhưng vừa ngủ không lâu, hắn đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Đại công tử, Phục Châu quân lại tiến công rồi. Thân vệ nhìn dưới núi, vẻ mặt khẩn trương không thôi. Giang Vĩnh Dương cũng bò dậy, hướng về dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy Phục Châu quân dày đặc đang dơ trường mâu, cầm tấm khiên trường đao, hướng về đỉnh núi bọn họ lao tới. Mau, chuẩn bị nghênh chiến sau khi thấy một màn như vậy, giang vĩnh dương vẽ mặt trùng mình, vội vàng gọi các binh sĩ trấn nam quân nên chiến. phàm là trấn nam quân còn có thể đứng lên đều mang theo binh khí tràn đầy vết máu làm tốt chuẩn bị chiến đấu. bọn họ đều vẽ mặt ngưng trọng, không biết mình có thể sống qua một ngày này hay không. cũng may đại công tử giang vĩnh dương đã hứa hẹn, chỉ cần bọn họ thủ vững đợi viện quân, cho dù chết trận, vậy trong nhà bọn họ cũng sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh mũi tên rập trời rập đất bắn về phía trấn Nam Quân. Cũng may mũi tên từ dưới núi bắn tới vô luận là lực đạo hay độ chính xác đều yếu đi không ít, chưa tạo thành bao nhiêu thương vong cho trấn Nam Quân. Rất nhanh, hai bên lại một lần nữa đánh giáp lá cà, tiến vào cận chiến chém giết thảm thiết. Phục Châu quân không còn sự nhát gan hôm qua, bọn họ đã nhanh chóng thích ứng chiến trường thảm thiết. Nhưng bọn họ là đánh nghi binh cộng thêm trấn Nam quân ôm tâm lý chắc chắn phải chết xung phong chém giết với bọn họ. Cho nên đánh một buổi sáng, Phục Châu quân trước sau chưa thể đánh lên núi. Trấn Nam quân tổn thất cũng rất lớn, chém giết cả buổi sáng, bọn họ sống sót không đủ 400 người. Bọn họ mỗi người đều tựa như vớt ra từ trong máu, cả người dính đầy máu tươi cùng thịt nát. Đối mặt trấn Nam quân ương ngạnh trên đỉnh núi, trong lòng Phục Châu quân uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu cũng giật mình không thôi hắn chưa bao giờ nghĩ tới một mũi quân đội thế mà ương ngạnh như thế ở dưới tình huống hãm sâu vòng vây lương thảo đoạn tuyệt thế mà còn chưa sụp đổ hắn bây giờ đã có chút hối hận không nên lấy những người này luyện binh mà nên cho bọn họ một cơ hội đầu hàng sống sót bằng không bọn họ cũng sẽ không trả giá nhiều thương vong như vậy báo một kỵ binh thám báo từ nơi xa chạy như bay đến dương tướng quân đông nam tiết độ phủ lê tử quân dẫn dắt tuần phòng quân đã giết đến rồi dương văn hậu mở miệng hỏi cách chúng ta còn xa bao nhiêu nửa canh giờ có thể đến không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy dương văn hậu lúc đêm qua đã biết tuần phòng quân ở dưới lê tử quân dẫn dắt đánh tới cho nên hắn sáng sớm đã phát động tiến công hy vọng có thể ở trước khi lê tử quân chạy tới bắt sống giang vĩnh dương sau đó xoay người nghênh chiến lê tử quân nhưng nhóm tàn binh này dưới trướng Giang Vĩnh Dương phản kháng quá ương ngạnh, hắn chưa thành công. Bây giờ tiếp tục tiến công đã không sáng suốt. Lưu lại 2.000 binh mã tiếp tục tiến công. Quy vũ tướng quân Dương Văn Hậu hạ lệnh, binh mã còn lại lập tức ăn cơm nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, chuẩn bị nên chiến tuần phòng quân của Lê Tử Quân. Vâng. Tuy chưa một hơi đánh hạ đỉnh núi, nhưng Dương Văn Hậu không lo lắng. Chờ sau khi hắn giải quyết một lộ viện quân này của Lê Tử Quân, Giang Vĩnh Dương trên đỉnh núi đến lúc đó nhất định tâm tính sụp đổ, nói không chừng liền đầu hàng. Dưới bầu trời âm trầm, hơn 20 kỵ binh ở trong đồng hoang truy đuổi chém giết. Chỉ thấy tiếng xé gió của cung nỏ không ngừng vang lên, chiến mã hí vang, có người trúng tên ngã vào trong ruộng nước tràn đầy nước bùn. Một lát sau, kỵ binh mặc áo giáp phục châu quân không địch lại, cuối cùng ở sau khi bỏ lại mấy thi thể, chạy trối chết. Trống. Trống. Có chim thì đừng chạy nha. Ha 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 ha. Nhìn thấy kỵ binh phục châu quân chật vật đào tẩu, kỵ binh tuần phòng quân cũng chưa truy kích, bọn họ ghìm ngựa. Tiếng hoang hô cùng huyết gió vang lên, biểu đạt khinh thường đối với kỵ binh thám báo phục châu. Kỵ binh tuần phòng quân dục ngựa quay về, bọn họ cướp đoạt tiền tài trên thi thể một phen, lại dắt mấy con chiến mã thu được khải hoàng mà về. Cách đó không xa, một lộ đại quân đang chậm rãi dừng bước. Ở dưới một mặt cây cờ xí đón gió phấp phới, các tướng sĩ tuần phòng quân một đường hành quân gấp chạy tới thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tiết chế trấn Nam quân, hữu kỵ quân cùng tuần phòng quân ba lộ binh mã. Ba lộ binh mã này tổng binh lực cộng lại gần 10 vạn người, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhưng hôm nay trấn Nam quân hoặc chết, hoặc bị bắt, đã bị hoàn toàn đánh sập hữu kỵ quân ở dưới nhị công tử giang vĩnh vân dẫn dắt tuy dẫn đầu rút lui nhưng theo trấn nam quân phía sau bị đánh sập bây giờ hơn ba vạn phục châu quân đã cắn chặt bọn họ hai bên đánh một chút dừng một chút cũng lâm vào khổ chiến tuần phòng quân đại đô đốc lê tử quân lúc trước bởi vì phản đối tùy tiện khai chiến với phục châu đại công tử cố ý xa lánh lê tử quân cho nên bảo hắn ở tại chỗ đóng giữ nghỉ ngơi hồi phục một cử chỉ vô tình này khiến tuần phòng quân ngược lại trở thành quân đội đông nam tiết độ phủ vẫn duy trì đội hình ở trong một lần chiến đấu này ngày đó bọn lê tử quân ở lúc chặt đức liên hệ với đám người đại công tử giang vĩnh dương hắn đã dự cảm được tình huống không thích hợp hắn lập tức phái người điều tra sau khi biết được hứa khâu huyện bị phục châu quân một lần nữa chiếm lĩnh hắn lập tức ý thức được đại công tử dẫn trấn nam quân hữu kỵ quân một mình xâm nhập hôm nay đường lui bị chặt đức rất nguy hiểm cho nên hắn trực tiếp dẫn tuần phòng quân tiến vào cảnh nội Phục Châu, muốn một lần nữa đoạt lại Hứa Khâu huyện, đã thông liên hệ với đại công tử Giang Vĩnh Dương. Khi Lê Tử Quân đến Hứa Khâu huyện, vừa lúc gặp được Trấn Nam quân Tham tướng Dương Uy dẫn thủ hạ đang ác chiến với Phục Châu quân chiếm lĩnh Hứa Khâu huyện. Bộ đội sở thuộc Dương Uy gặp Phục Châu quân ưu thế binh lực vây khốn nhiều tầng, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. May mắn Lê Tử Quân dẫn dắt tuần phòng quân đến Lúc này mới một hơi đánh sập một bộ phận phục châu quân này, cứu được tham tướng Dương Uy. Nhưng hắn tuy hỗ trợ tham tướng Dương Uy một lần nữa chiếm lĩnh hứa khâu huyện. Nhưng lập tức lại có tin dữ truyền đến. Đó chính là đám người đại công tử Giang Vĩnh Dương ở tiền tuyến bị tan tác, các bộ binh mã đang tháo chạy về phía sau. Lê Tử Quân ở cùng lúc cả kinh biến sắc, không để ý binh mã dưới trướng vừa đánh một trận, lập tức lại tập kết binh mã, đi tiếp ứng chỉ là hắn cũng chưa gặp được hữu kỵ quân của nhị công tử giang vĩnh vân bởi vì giang vĩnh vân sau khi biết được hứa khâu huyện bị chiếm lĩnh hắn lo lắng hai mặt thụ địch không dám đi đường gần hắn trực tiếp dẫn thủ hạ đi đường vòng uy viễn huyện tuy đi vòng uy viễn huyện lộ trình xa hơn nhưng chung quy tốt hơn so với đến lúc đó bị đóng cửa đánh chó phục châu quân ở sau khi đánh sập trấn nam quân một bộ phận đuổi về phía uy viễn huyện đuổi giết hữu kỵ quân một bộ phận khác thì ở ngay tại chỗ càng quét tàn quân trấn nam quân bị đánh tan chuẩn bị sau khi quét sạch tàn quân trực tiếp hướng về hứa khâu huyện đẩy mạnh khi lê tử quân biết được trấn nam quân tán loạn hữu kỵ quân đi vòng uy viễn huyện hắn ở cùng lúc chấn động cũng không dám khinh địch liều lĩnh chuẩn bị rút quân về phòng ngự nhưng lúc này đạt được tin đại công tử giang vĩnh dương còn sống gã cùng mấy ngàn binh mã dưới trướng bị vây Hắn dứt khoát kiên quyết dẫn thủ hạ hành quân gấp gấp rút tiếp viện. Cũng may bọn họ chạy tới rất kịp thời, bộ đội sở thuộc đại công tử Giang Vĩnh Dương tuy liều mạng còn sót lại mấy trăm người, nhưng tạm thời còn chưa trở thành tù nhân. Dưới lá cờ lớn Trung quân Tuần phòng quân, Tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân mặt tiều tụy, đôi mắt che kín tơ máu. Tình huống trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn vị đại đô đốc này không thể không tập trung 120% tinh thần từ sau khi biết được tiền tuyến tan tác. Hắn đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, rất mỏi mệt. Đặc biệt ở buổi chiều hôm qua, hắn lại từ trong miệng một thám báo Phục Châu Quân bị bắt giữ đạt được một tin dữ. Đó chính là Phục Châu Quân lấy cha hắn áp chế đại công tử Giang Vĩnh Dương đầu hàng bất thành, trực tiếp chém giết cha hắn ở trước trận hai quân. Tin dữ này khiến Lê Tử Quân trong một đêm giống như già đi 10 tuổi, cả người nhìn qua trạng thái rất không ổn tham tướng Lưu Vân dục ngựa đến trước mặt đại đô đốc Lê Tử Quân. Đô đốc đại nhân. Lưu Vân ôm quyền nói với Lê Tử Quân, đại công tử bọn họ còn thủ vững ở trên đỉnh núi, chẳng qua đang gặp lượng lớn phục châu quân vây công, tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có khả năng toàn quân bị diệt. Lê Tử Quân ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy trên một đỉnh núi nơi xa, vài cục khói màu đen phóng lên trời. Bên kia mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến chỉ là khoảng cách quá xa không nhìn rõ được truyền lệnh xuống chuẩn bị tiến công đại đô đốc lê tử quân sau khi thu hồi ánh mắt của mình hạ đặt mệnh lệnh đối với tham tướng lưu vân lưu vân lộ vẻ mặt do dự hắn trầm ngâm sau đó nói đô đốc đại nhân các huynh đệ một đường hành quân gấp thể lực tiêu hao rất lớn vì ổn thỏa không bằng nghỉ ngơi hồi phục một chút tuần phòng quân từ sau khi tiến vào phục châu cảnh nội hầu như chưa từng nghỉ ngơi hồi phục hẳn hoi. Bọn họ đầu tiên là ở hứa khâu huyện đánh một trận với phục châu quân vây công trấn nam quân tham tướng Dương Uy, chém đầu hơn 2.000, đánh tan đối phương. Sau đó một đường hành quân gấp tới đây, ven đường giao chiến với mấy đám phục châu quân truy kích tàn quân trấn nam quân. Tuy đều đánh tan đối phương, nhưng bản thân bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Hôm nay bày ở trước mặt bọn họ là hai ba vạn phục châu quân võ trang tận răng. Trừ lúc trước chiến tổn, bọn họ bây giờ cũng mới ngoài ba vạn binh mã, trong đó còn bao gồm binh mã quân nhu doanh chiến lực không mạnh. Nếu tùy tiện khai chiến, một khi chiến bại, bọn họ sợ là phải dẫm vào vết xe đổ của trấn Nam quân. Đại công tử bên kia không kiên trì được bao lâu. Chúng ta nếu không thể mau chóng đánh tan phục châu quân trước mắt, vậy chúng ta liền không có cách nào cứu đại công tử ra. Lê Tử Quân nói với tham tướng Lưu Vân, ba vạn đấu ba vạn, chúng ta không sợ bọn hắn lê tử quân nói lời này là có tự tin tuần phòng quân bọn họ bắt đầu từ ngày xây dựng đã luôn ở các nơi chém giết chiến đấu cùng sơn tạch rất nhiều sơn tạch đều là giặc phỉ cùng hung cực ác nhiều năm ở trong từng trận chiến đấu với sơn tạch tuần phòng quân bọn họ trên thực tế xác suất thương vong cũng rất cao nhưng ở trong rèn luyện chiến đấu binh sĩ tùng phòng quân bọn họ may mắn còn sống sót sức chiến đấu mạnh hơn trấn nam quân cùng hữu kỵ quân không chỉ một cấp bậc cho dù bọn họ là hành quân gấp tới lê tử quân vẫn như cũ cảm thấy bọn họ có năng lực đánh bại phục châu quân chưa từng trải qua chiến sự quy mô lớn ô ô ô khi lê tử quân cùng tham tướng lưu vân đang vì lập tức tiến công hay không mà ý kiến có sự phân liệt nơi xa lại vang lên tiếng kèn to rõ chỉ thấy phục châu quân đã triển khai tư thế tiến công hướng về bọn họ bên này đè ép tới a à, lê tử quân nhìn chầm chầm phục châu quân ép tới kia trong đôi mắt lộ ra thù hận nồng đậm xem ra phục châu quân này là không để chúng ta vào mắt nha bọn họ còn chưa quyết định lập tức tiến công hay không đâu phục châu quân ngược lại chờ không nổi đã ép tới giờ thì ngược lại bọn họ không cần tranh chấp trên thực tế phục châu quân cũng biết tuần phòng quân là hành quân gấp đến cho nên muốn thừa dịp bọn họ chưa đứng vững chân, một lần hành động đánh tan bọn họ. Ngươi đi nói cho các tướng sĩ. Một trận này không chỉ là vì cứu đại công tử. Lê Tử Quân nói với tham tướng Lưu Vân, cha ta cũng chết ở trong tay Phục Châu Quân, ta cũng muốn báo thù cho cha ta. Một trận này bảo các tướng sĩ chỉ để ý xung phong chém giết, chém Phục Châu Quân một cái đầu, ta tự mình bỏ tiền túi thưởng năm lượng bạc trắng. Chém hai cái đầu thưởng 10 lượng. Ai chặt nhiều đầu, người đó được thưởng liền nhiều. Chặt 10 cái đầu trở lên, quan thăng một cấp. Lời vừa nói ra, tham tướng Lưu Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái đầu năm lượng bạc, thực con mẹ nó hào phóng, phải biết, ngày thường bọn họ một binh sĩ bình thường, một tháng quân lương cũng mới vẻn vẹn một lượng bạc mà thôi. Giờ nếu trên chiến trường chặt thêm mấy cái đầu, trực tiếp có thể trở về mua ruộng dựng nghiệp, hưởng thụ cuộc sống của mình rồi. Hắn biết, lê gia là có thực lực này hơn nữa vị đại đô đốc này vẫn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tuyệt đối sẽ không thất tính với người ta xem ra vị đại đô đốc này vì đánh thắng một trận này vì báo thù cho cha mình hắn một lần này thật sự đã bất chấp mọi giá ngoài hải châu thành tả kỵ quân phó tướng ngụy vũ ở dưới một đội thân vệ vây quanh đến một chỗ rừng trúc ngụy tướng quân bên này ngụy vũ nghe được tiếng hô ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một nam nhân trang phục thường dân đang vẫy tay với hắn đi qua đó ngụy vũ lập tức dẫn theo thân vệ sải bước đi qua nam nhân này dẫn đoàn người ngụy vũ dọc theo đường nhỏ trong rừng trúc đi thẳng về phía trước hai bên thỉnh thoảng nhìn thấy có người ăn mặc bộ dáng dân chúng đang canh gác ở chỗ sâu trong rừng trúc một chỗ đình ngụy vũ rốt cuộc gặp được nhân vật chính một lần này hẹn hắn đi ra ra mắt ngụy tướng quân một nam nhân trong đình sớm đã chờ sau khi thấy được ngụy vũ hắn hơi thi lễ ta nói trịnh thiên thành ngươi hẹn ta đến hoang sơn giả lĩnh này làm cái gì ngụy vũ nhìn chằm chằm nam nhân này nhíu mày trịnh thiên thành này là thanh y sứ của tứ phương các ở hải châu xem như người phụ trách bên này lúc trước trịnh thiên thành còn ở giang châu nhậm chức ngụy vũ và hắn từng có tiếp xúc coi như là người quen trịnh thiên thành nhìn nhìn thân vệ đứng phía sau ngụy vũ mở miệng nói ngụy tướng quân chúng ta nói chuyện riêng. Ngụy Vũ sau khi nhìn chầm chầm thanh y sứ trịnh thiên thành vài lần, lúc này mới khoát tay đối với thân vệ phía sau. Các ngươi qua bên kia chờ trước. Vâng. Thân vệ sau khi nghe vậy, sải bước rời khỏi. Ngụy Vũ bực bội ngồi xuống ở trên ghế đá, bây giờ có thể nói rồi chứ. Trịnh Thiên Thành cũng ở trên ghế đá đối diện Ngụy Vũ xoay người ngồi xuống. Ngụy tướng quân, ta có một tin tức cực lớn muốn nói cho ngươi, liên quan đến tính mạng của ngươi. Ngụy Vũ tò mò, tin tức gì? Trịnh Thiên Thành hít sâu một hơi nói, đô đốc tả kỵ quân chúng ta Trương Đại Lang chính là đầu sỏ Đông Nam tặc quân Trương Vân Xuyên. Cái gì? Ngụy Vũ sau khi nghe được lời này, lập tức ngay cả người. Ta nói Trịnh Thiên Thành, ngươi đùa cái trò gì vậy? Trương Đại Lang đô đốc tả kỵ quân chúng ta cùng tướng cướp Đông Nam Trương Vân Xuyên sao có khả năng là cùng một người? Trịnh Thiên Thành sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta giống đang nói giỡn sao? Ngụy Vũ sau khi nhìn chầm chầm Trịnh Thiên Thành vài giây, phát hiện vẻ mặt gã nghiêm túc. Nghĩ đến thân phận tứ phương các thanh y sứ của gã, trong lòng nhất thời tin vài phần. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi cũng làm ta hồ đồ rồi, đô đốc tiết độ phủ chúng ta sao đột nhiên biến thành tướng cướp. Ngụy Vũ tuy cảm thấy Trịnh Thiên Thành không giống nói láo, nhưng trong lòng hắn vẫn trong lúc nhất thời khó mà tin nổi sự thực này. Dù sao Trương Đại Lang chính là cao tầng của Tiết Độ phủ bọn họ. Bây giờ lại là tướng cướp, nếu không phải hắn và Trịnh Thiên Thành đã sớm quen biết, hắn thậm chí hoài nghi người này là cố ý vu hãm. "Ngụy tướng quân, chuyện này ta cũng là mấy ngày gần đây mới biết." Trịnh Thiên Thành thở dài một hơi, nói, "Nói thật, lúc vừa biết đến, ta cũng khó có thể tin." Dù sao Trương Đại Lang thay tiết độ phủ chúng ta đánh trận nhiều như vậy, lập nhiều công lao như vậy, hôm nay lại là con rể tiết độ sứ đại nhân định ra. Giờ nói hắn là tướng cướp Đông Nam tặc quân, cái này nói ra đừng nói ngươi không tin, ta lúc ấy cũng không tin. Trịnh Thiên Thành dừng một chút, nói, nhưng mặc kệ chúng ta tin hay không, đều không thay đổi được sự thật hắn là tướng cướp. Ngươi cũng biết, tứ phương các chúng ta đã sớm phái người chui vào đội ngũ tặc quân, ý đồ nắm giữ động hướng của tạc quân, tìm cơ hội ám sát tướng cướp. Chuyện Trương Đại Lang là tướng cướp, chính là thám tử của chúng ta cài vào trong đội ngũ tạc quân báo cáo lên. Sắc mặt Ngụy Vũ trở nên vô cùng ngưng trọng. Có bằng chứng hay không? Trương Đại Lang chính là đô đốc tả kỵ quân, trong tay nắm giữ một mũi quân đội. Hắn nếu là tướng cướp, vậy tiết độ phủ bọn họ phiền toái lớn rồi. Ngụy Vũ tuy đã sớm quen biết với Trịnh Thiên Thành, nhưng hắn cũng biết tứ phương các và trương đại lang có mâu thuẫn ở trên chuyện này hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào dù sao đề cập cấp bậc quá cao ta đã nói với ngươi vậy tự nhiên là có bằng chứng chỉ thấy trịnh thiên thành vỗ vỗ tay một thanh niên từ trong rừng trúc đi ra ngụy vũ sau khi nhìn thấy thanh niên này nhất thời cảm thấy có chút quen mặt ngươi là tạc quân vừa quy phụ ngươi sao lại ở nơi này ngụy vũ rất nhanh nhớ tới thân phận của thanh niên này hắn rõ ràng chính là một đô ý tặc quân vừa bị mình hợp nhất trịnh thiên thành ở một bên giới thiệu ngụy tướng quân hắn không chỉ là đô ý tặc quân cũng là thám tử tứ phương các chúng ta cài vào tặc quân ngụy vũ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ trịnh thiên thành nói với thanh niên kia ngươi mang một số việc ngươi biết đều nói cho ngụy tướng quân vâng thanh niên sau đó mang tình huống mình hiểu biết lần lượt nói cho ngụy vũ ở sau khi nghe thanh niên kể trong lòng ngụy vũ nhấc lên cơn sóng gió động trời cái này cái này hắn trong lúc nhất thời chấn động tới mức nói không ra lời ta đã nói sao tấn công tặc quân dễ dàng như vậy ngụy vũ ở sau khi chấn động sau lưng ngay lập tức chảy ra mồ hôi lạnh nếu trương đại lang là tướng cướp mà nói vậy tất cả liền giải thích thông hắn muốn tặc quân rút đi đầu hàng cũng chỉ là chuyện một câu ngụy vũ nhìn chằm chằm thanh niên hỏi vậy tặc quân biên vào dưới trướng ta cũng là trương đại lan sắp xếp vâng thanh niên giải thích bọn họ giả ý đầu hàng chính là vì lừa gạt một ít quân bị mà thôi đợi sau khi tướng quân ngài bổ sung một lô giáp trụ binh khí cho bọn họ bọn họ sẽ lại lập tức phản loạn ra ngoài lại vào rừng làm cướp đương nhiên nếu tướng quân ngài phá hỏng việc tốt của trương đại lan vậy bọn họ nói không chừng ở lúc phản loạn còn có thể thuận tiện giết ngươi lời của thanh niên khiến ngụy vũ tức giận đến cả người phát trung quá âm hiểm rồi quá âm hiểm rồi ngực ngụy vũ đang kịch liệt phập phồng nếu không phải hôm nay biết được âm mưu của bọn họ ta sợ là sẽ chẳng hay biết gì tử cũng không biết chết như thế nào trải qua một hồi lâu ngụy vũ lúc này mới áp chế cảm xúc của mình hắn hỏi thanh niên trừ trương đại lang là tướng cướp còn có ai là tạc quân? Theo ta biết, trừ trương Đại lang cao tầng của tả kỵ quân, rất nhiều đều là xuất thân tạc quân. Cho dù không phải tạc quân, nhắm chừng cũng biết chuyện trương Đại lang là tạc quân. Lúc này, thanh y sứ trịnh thiên thành ở một bên mở miệng. Vương Lăng Vân kia từng là người vương gia Tam Hà huyện, tứ phương các chúng ta đã kiểm chứng, quả thật là người này. Chu Hùng vốn là khổ lực cùng Trương Vân Xuyên ở bến tàu Tam Hà huyện Bốc Hàng. Lưu Hắc Tử vốn cũng là tạc nhân, sau bị Trương Đại Lang chiêu an, hôm nay cũng là giáo úy. Tô cô nương kia bên người Trương Đại Lang, trên thực tế chính là Tô Ngọc Ninh đứa con gái bị tạc nhân giết chết kia của chi độ sứ Tô Ngang, trên thực tế cô ta chưa chết. Ngụy Vũ nghe được Trịnh Thiên Thành từ từ kể ra, trên trán hắn toát mồ hôi lấm tấm. Nhiều tạc nhân như vậy ở trong tả kỵ quân, vì sao tứ phương các các ngươi trước kia chưa phát hiện? Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? nghĩ đến mình thế mà thân ở trong ổ giặc cả người ngụy vũ đều cảm thấy không ổn đối mặt ngụy vũ chất vấn trịnh thiên thành cũng có chút xấu hổ ngụy tướng quân ngươi cũng chớ tức giận trịnh thiên thành giải thích ngươi cũng biết tứ phương các chúng ta ngày xưa đều không thể lên được mặt bàn như là nguyên trưởng sử lâm tiêu đám quan văn vẫn luôn ồn ào thủ tiêu tứ phương các chúng ta vì trấn an bọn họ cho nên tiết độ sứ đại nhân phân phối cho chúng ta ngân lượng không nhiều ngân lượng không nhiều, chúng ta liền không có cách nào chiêu mộ đủ nhân thủ. Cho nên tứ phương các chúng ta trừ theo dõi một ít đại nhân vật, thuận tiện sưu tập một ít tin tức địa phương, năng lực thật sự là rất có hạn. Tuy ngày xưa chúng ta cũng từng điều tra hắn, nhưng bản thân Trương Vân Xuyên nói mình là xuất thân lưu dân quan châu tiết độ phủ, chúng ta không tra ra cái gì. Hơn nữa Trương Đại lang là lê gia tiến cử, lại được đại công tử thưởng thức, có một tầng quan hệ này, tứ phương các chúng ta càng thêm không dám nắc tội hắn trịnh thiên thành thở dài nói quan trọng nhất là ai biết trương vân xuyên kia thế mà lớn mật như vậy giết quan không trốn đi ngược lại thay hình đổi dạng thành quan quân còn từng bước một leo đến địa vị cao như thế nếu không phải thám tử chúng ta cài vào trong tạp quân phát hiện trương đại lang liên lạc cùng tặc quân chúng ta đến nay vẫn bị che mắt trịnh thiên thành khi nói lời này thanh niên kia đứng ở bên cạnh hắn đấy mắt hiện lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Trên thực tế tam hương giáo bọn họ đã sớm biết thân phận chân thật của Trương Đại Lan. Chỉ là bọn hắn rất vui vẻ Trương Đại Lan tướng cướp này lớn mạnh, cuối cùng sống mái với tiết độ phủ, đến lúc đó tam hương giáo bọn họ ngư ông đắc lợi. Chẳng qua bây giờ Trương Đại Lan đã phát hiện tam hương giáo bọn họ, hơn nữa tiến hành thanh tẩy quy mô lớn đối với tam hương giáo bọn họ áp lực của bọn họ quá lớn rồi cho nên bọn họ lúc này mới quyết định vạch trần thân phận chân thật của trương đại lang sớm dẫn bạo tranh đấu của trương đại lang cùng tiết độ phủ chỉ có như thế tam hương giáo bọn họ mới có thể tọa sơn quan hổ đấu cướp lấy thành quả thắng lợi cuối cùng chiến trường phục châu đội ngũ bậc thang đầu tiên của phục châu quân hơn vạn người đã chậm rãi ép tới phục châu quân xếp đội ngũ chỉnh tề đội ngũ tiến lên tựa như sóng đào lăn lộn giống như muốn bao phủ phá hủy tất cả. Trong hàng ngũ tuần phòng quân, đám người trấn sơn doanh giáo úy Đổng Lương Thần và giáo úy Kỷ Ninh, Hà Khuê tụ tập một chỗ. Các huynh đệ, trong lòng các ngươi nghĩ thế nào? Trấn Sơn doanh giáo úy ném ánh mắt về phía bọn Hà Khuê. Trên thực tế trong lòng Đổng Lương Thần là không muốn liều mạng với Phục Châu Quân. Dù sao lúc trước Trương Vân Xuyên đi, vẫn luôn dặn dò phải bảo tồn thực lực, đừng ngu ngốc đi chịu chết. Một lần này ý tưởng của hắn là một bộ phận cuốn lấy phục châu quân, sau đó cứu ra đại công tử Giang Vĩnh Dương rồi đi luôn, không ham chiến. Nhưng đại đô đốc Lê Tử Quân rất rõ hôm nay cảm xúc bị kéo lên rồi. Không chỉ muốn cứu người, còn muốn báo thù. Hôm nay càng lấy ra gia tài, chặt một cái đầu năm lượng bạc. Cái này khiến hắn giáo úy này rất khó xử. Cho nên hắn mang mấy giáo úy gom lại cùng một chỗ, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Phục Châu Quân cũng ép lên rồi, chúng ta nếu mặc kệ bọn hắn, Phục Châu Quân kia còn cho rằng chúng ta là quả hồng mềm dễ bóp đó. Giáo úy Kỷ Ninh nói, nếu không tới, ta khẳng định không muốn liều mạng với Phục Châu Quân. Nhưng đã đến nơi này, Đô Đốc Đại Nhân còn nói muốn trọng thưởng, cho dù ta không muốn đánh, huynh đệ dưới trướng bây giờ cũng kêu ngao ngao muốn đánh, ta thấy vẫn là đánh đi. Giáo úy Hà Khuê cũng nhìn về phía Đổng Lương Thần, nói, nếu không liền lộ đôi chiêu cho phục châu quân đổng lương thần thấy mấy người đều có ý tứ đánh hắn cũng thỏa hiệp vậy được rồi ý tứ các ngươi đã đều là đánh vậy thì đánh phục châu quân này kiêu ngạo như vậy vậy chúng ta hôm nay liền thu thập bọn hắn một phen mấy người bọn họ sau đó tách ra quay trở về đội ngũ của mình tuần phòng quân tuy mấy ngày liền tác chiến lại hành quân gấp nhưng bọn họ hôm nay cơ cấu tổ chức hoàn hảo không tổn hao gì sĩ khí cao vút. Phục châu quân vừa đánh sập trấn Nam quân, sĩ khí cũng đang vượng. Bọn họ cũng muốn thu thập tuần phòng quân, lại lập kỳ công, ô ô ô. Tiếng kèn to rõ của tuần phòng quân cũng vang lên. Tuần phòng quân phi báo danh giáo úy Hà Khuê chợt rút ra trường đao bên hông mình, lớn tiếng hô to. Cung nỏ chuẩn bị. Đối mặt Phục Châu quân muốn thừa dịp bọn họ chưa đứng vững chủ động đến công, tuần phòng quân một lần này cũng chưa chủ động xuất kích mà là quyết định vững vàng trước một phen vù cờ lệnh vung các cung binh dương cung cài tên mũi tên hàng quan lập lòe nhắm vào phục châu quân đang ép tới phóng ông mũi tên bay lên trời che cả bầu trời bắn tên hai cánh của đội ngũ phục châu quân cũng bố trí không ít cung nỏ sau khi tiến vào tầm một mũi tên bọn họ cũng hầu như đồng thời bắn tên ken Hai đợt mũi tên ở không trung gặp nhau, va chạm mãnh liệt vào nhau, mũi tên mất đi lực đạo tựa như mưa rơi, không ngừng rơi xuống. Phốc phốc phốc. Phốc 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 phốc. Nhưng vẫn có lượng lớn mũi tên đang xen qua nhau, rơi vào trong hàng ngũ đối phương. Mũi tên từ trên trời giáng xuống, không ngừng chui vào thân thể từng binh sĩ không có giáp trụ, đóng đinh họ ở tại chỗ. Đội ngũ phục châu quân tiến công trở nên thưa thớt, mùi máu tươi đang lan tràn đội ngũ tuần phòng quân phi báo danh bày trận ở dẫn đầu phía trước cũng có người không ngừng ngã xuống. Ngã xuống một người, lập tức liền bù lên một, đội ngũ vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh đại khái. Ở sau khi bắn nhau mấy đợt, tiếng trống trận chợt vang lên. Giết! Hơn vạn phục châu quân đột nhiên quát to một tiếng, tăng tốc hướng về tuần phòng quân xung phong. Ổn định! Ổn định! Đẩy lên phía trước đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất của tuần phòng quân phi báo danh toàn thân bọn họ bao bọc ở trong giáp trụ bả vai tì tấm khiên lớn hình thành một bức tường khiên ầm đội ngũ dày đặc của phục châu quân tựa như sóng biển hung mảnh hút lên bức tường khiên này trầm ở dưới lực lượng thật lớn đánh vào có binh sĩ tuần phòng quân cầm khiên bị hút cho bay ngược ra ngoài cũng có binh sĩ phục châu quân sau khi hút lên tấm khiên không chút sức mẻ dết ở dưới phục châu quân công kích vào tường khiên vốn chỉnh tề nhất thời bị phá thủng hơn 10 lỗ, tường khiên trở nên siêu vẹo. Rất nhiều binh sĩ phục châu quân cầm đao khiên theo lỗ thủng tràn vào bên trong. Phật Một gã phục châu quân vừa lao vào, mấy cây trường đao liền bổ tới. Hắn kêu thảm một tiếng, người vừa rơi xuống đất, đầu đã lăn lông lốc xuống đất. Binh sĩ hàng đầu tiên bị hút cho ngã siêu vẹo, rất nhanh đã bị phục châu quân mãnh liệt bao phủ phòng tuyến binh sĩ hàng thứ hai lại bị xé ra lỗ thủng, trong chớp mắt đội ngũ lại bị đánh tan. Hàng thứ ba bị hút sập, hàng thứ tư cũng bị hút sập binh sĩ tuần phòng quân phi báo danh tuy sắp xếp đội hình dày đặc cản trở đối phương, nhưng phía trước vẫn không ngừng suy sụp, tan rã. Thẳng đến khi phục châu quân lao tới hàng thứ bảy, lực xung phong của bọn họ lúc này mới bị ngăn chặn toàn bộ. Phục châu quân sông ở phía trước cũng là tinh nhuệ mặt giáp trụ, bọn họ không ngừng hướng về phía trước xung phong liều chết, ý đồ xé nát hàng ngũ toàn bộ tuần phòng quân. Nhưng lúc bọn họ lao tới hàng ngũ thứ bảy, thật sự không xông lên nổi nữa. Chung quanh dày đặc đều là người, trong không gian chật hẹp, khắp nơi đều là tiếng hò hét cùng binh khí vung lên. Đám phục châu quân lao vào trong hàng ngũ tuần phòng quân cảm giác mình như là lâm vào trong vũng bùn, hoàn toàn không dùng được sức. Từ bầu trời quan sát xuống, hàng ngũ tuần phòng quân trực tiếp lõm vào nhưng hơn ba vạn tướng sĩ tùng phòng quân tạo thành phương trận khổng lồ quá dày, Phục Châu quân căn bản không thể xuyên thủng. Tiến công Khi nhìn thấy Phục Châu quân bên kia không xông lên được nữa, mọi người chen chúc cùng một chỗ, giáo úy Đổng Lương thần vung trường đao hò hét. Giết Ở trong tiếng hô giết trung trời, tướng sĩ Trấn Sơn doanh lao về phía trước, từ cánh của phi báo doanh dẫn đầu phát động phản xung kích. Cùng lúc đó, phi hùng doanh của kỷ ninh cũng từ một bên khác của phi báo doanh phát động đột kích hơn vạn phục châu quân xông lên đợt đầu tiên không xông về phía trước được nữa hai cánh lại gặp phải chém giết không ngừng quy mô toàn bộ đội ngũ đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lượng lớn phục châu quân bị đè ép ở trong một phạm vi nhỏ hẹp căn bản không phát huy được sức chiến đấu lên nhìn thấy phía trước hai quân chém giết cùng một chỗ phục châu uy vũ tướng quân dương văn hậu hạ lệnh đội bậc thang thứ hai tấn công lại hơn vạn phục châu quân hò hét lao vào chiến trường ý đồ từ đổng lương thần một bên này đột kích ép bọn họ trở về a à, đổng lương thần nhìn thấy hơn vạn phục châu quân này đều hướng về bên này của mình bổ nhào tới hắn cười lạnh một tiếng không có chút nét e ngại nào các huynh đệ xông lên cho ta đẩy về phía trước ở phía trước đội ngũ tướng sĩ trấn sơn doanh võ trang tận răng hoàn toàn là đấu pháp không cần mạng. Bọn họ bỏ qua toàn bộ phòng ngự, chỉ ra sức hướng về phía trước xung phong chém giết. Từng cây trường mâu dính máu tươi không ngừng đâm về phía trước, từng huynh đệ cầm đao lao về phía trong đội ngũ phục châu quân. Rất nhiều phục châu quân bị huynh đệ tuần phòng quân bổ nhào tới đè ngã xuống đất. Binh sĩ phục châu quân chung quanh đang muốn vung đao giải vây, bọn họ lại bị trường mâu tuần phòng quân theo sát sau đó đâm giết tuần phòng quân đánh rất nhanh rất kiên quyết bọn họ như là trường đao sắc bén đang cắt đậu phụ đánh cho phục châu quân hầu như không có sức chống đỡ đặc biệt đám phục châu quân này thiếu kinh nghiệm thực chiến ở trên chiến trường ồn ào náo nhiệt này đầu đều vang ong ong cảm xúc khẩn trương bao phủ bọn họ bọn họ đánh không chút kết cấu ở sau khi thế công bị ngăn chặn rất nhiều binh sĩ xung phong ở tuyến đầu biến thành bị động chịu đòn đặc biệt ở trên chiến trường máu thịt như vậy, thoáng do dự, thoáng chần chờ, sẽ làm bọn họ đầu rơi xuống đất. Phục châu quân thiếu thực chiến quan cuộc như vậy, cái này làm bọn họ ban đầu 10 thành chiến lực, bây giờ cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần. Cũng có rất nhiều phục châu quân bị tuần phòng quân hung ác đánh cho nội tâm sụp đổ, ném binh khí muốn xoay người đào tẩu. Nhưng khắp nơi đều là hai bên hỗn chiến dày đặc, nhát gan khiếp đảm, sẽ chỉ làm bản thân chết nhanh hơn. Binh sĩ tuần phòng quân phối hợp tương đối ăn ý, bọn họ ở trên chiến trường hỗn loạn, căn bản không đi để ý tới đồng bạn mình tử vong, cũng sẽ không đi tìm quan quân của mình. Bọn họ chỉ tích tụ một phần sức, hướng về phía trước xung phong chém giết là được. Chỉ cần là kẻ địch, nâng tay chính là một đao, không chút chần chờ. Cho dù phía trước là mấy kẻ địch, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông lên. Bởi vì bọn họ tin tưởng, ở phía sau bọn họ không nhìn thấy, khẳng định có vô số huynh đệ đi theo phía sau mông mình, mình không phải lẻ loi một người. Trấn sơn doanh của Đổng Lương Thần ở bên cánh không chỉ ngăn cản Phục Châu quân muốn từ nơi này của hắn đột phá, càng đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Trên chiến trường ồn ào náo nhiệt, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Tuần phòng quân và Phục Châu quân hỗn chiến chém giết, tiếng trống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết trước cái chết của các binh sĩ đang xen cùng một chỗ, hội tụ thành tiếng ồn ào thật lớn chung quanh phục châu quân tham tướng tả thắng hạo có hơn trăm thân vệ vẻ mặt hắn đặc biệt nghiêm túc binh sĩ đánh lên bị tuần phòng quân phía trước vô ngược đánh cho liên tiếp lui về phía sau làm trận tuyến của bọn họ lung lay sắp đổ phía sau vung cờ lệnh uy vũ tướng quân dương văn hậu lại có quân lệnh mới truyền đến tham tướng đại nhân trung quân truyền lệnh phải trụ vững kẻ tự tiện lui về phía sau giết không tha trên chiến trường ồn ào náo nhiệt binh sĩ tín hiệu cờ đứng ở bên cạnh tham tướng tả thắng hạo đang lớn tiếng hô truyền đạt quân lệnh của hậu phương tham tướng tả thắng hạo là tướng lĩnh từ tầng dưới chót nhất thăng nhiệm lên rất được uy vũ tướng quân dương văn hậu coi trọng hắn chợt rút ra trường đao bên hông mình hắn quát lạnh mang tướng kỳ của ta dơ lên theo ta xông lên vâng chưởng kỳ binh mang tướng kỳ của tham tướng tả thắng hạo dơ lên cao cao theo tả thắng hạo sải bước lao về phía trước không được lui về phía sau giết về cho ta trước mặt tả thắng hạo là rất nhiều phục châu quân đã bị giết tới sợ vỡ mật bọn họ tựa như mất hồn chật vật không chịu nổi chạy về phía sau ý đồ thoát khỏi chiến trường máu thịt này chung quanh tiếng hô giết đinh tai nhức ốc bọn họ chưa nghe được tiếng quát phẫn nộ của tham tướng tả thắng hạo đã lui đến trước mặt đám người tả thắng hạo tự tiện lui về phía sau giết không tha trên mặt tham tướng tả thắng hạo hiện lên nét dữ tợn trường đao trong tay trực tiếp đâm ra ngoài một tên phục châu đào binh chỉ lo hốt hoảng chạy về phía sau bụng trực tiếp bị trường đao đâm ra một lỗ thủng phi đồ chó tham sống sợ chết tham tướng tả thắng hạo rút trường đao phục châu đào binh này ôm bụng ngã gục xuống đất phật lại một tên phục châu đào binh kinh hoảng thất thố đụng phải tả thắng hạo bị tả thắng hạo một đao chém ngã xuống đất máu tươi ấm áp phun đầy mặt hắn. Phật. A. À. Lui về. Ai dám lui về phía sau, giết không tha. Các binh sĩ thân vệ chung quanh Tả Thắng Hạo cũng đều không lưu tình chút nào đối với đám đào binh lâm trận lui bước. Chỉ thấy trường đao vung, máu đỏ tươi bay tứ tung, từng tên đào binh phục châu quân bị bọn họ chém giết ngay tại chỗ như bổ dưa thái rau. Tướng kỳ của Tham tướng Tả Thắng Hạo vẫn đang di động về phía trước các đạo binh bị chấn nhiếp kia không thể không xoay người tiếp tục xung phong về phía trước bởi vì tả thắng hạo tham tướng giết người không chớp mắt này ngay tại phía sau bọn họ nếu ai dám lui về phía sau tuyệt đối không tránh được tả thắng hạo tàn sát ở phía trước chiến trường tuần phòng quân trấn sơn doanh giáo ý đổng lương thần tự mình lãnh binh ở tuyến đầu xung phong liều chết hắn cùng thân vệ của mình cả người đều dính đầy máu tươi cùng thịt nát dinh dính cả người tựa như vớt ra từ trong máu ở dưới bọn họ hung hãn không cần mạng xung phong, Phục Châu quân trước mặt bọn họ bị giết sợ, nhịn không được lui về phía sau. Nhưng một lát sau, Phục Châu quân lại xung phong lên, chém giết cùng một chỗ với bọn họ. Giáo úy đại nhân Ngươi xem Một thân vệ người đầy vết máu gọi lại giáo úy Đổng Lương Thần thở hỗn hển chỉ về phía trước. Đổng Lương Thần lướt qua đầu người rậm rạp nhấp nhô, thấy được một lá tướng kỳ kia của Phục Châu Quân. Sau khi nhìn thấy tướng kỳ đó, trong con ngươi Đổng Lương Thần hiện lên một mảng khát máu hưng phấn. Các huynh đệ, trảm tướng đoạt cờ. Xông lên cho ta. Đổng Lương Thần rống to một tiếng, tướng sĩ Trấn Sơn doanh phía sau hắn nhất thời kêu ngao ngao vung binh khí, điên cuồng tràn về phía trước. Đối mặt các binh sĩ Trấn Sơn doanh dương nanh múa vuốt lao lên kia, phục châu quân liều mạng đâm giết. Một binh sĩ Trấn Sơn doanh bị đâm ngã xuống đất, không đợi phục châu quân rút trường mâu, lại một binh sĩ trấn sơn doanh lao tới trước mặt. Lưỡi đao sắc bén cắt qua cổ binh sĩ Phục Châu Quân, vẻ mặt binh sĩ Phục Châu Quân động lại, thân thể mềm nhũng ngã xuống đất. Giết! Binh sĩ trấn sơn doanh lấy đội trăm người làm đơn vị, điên cuồng xung phong. Bọn họ mang đội ngũ tuyến đầu của Phục Châu Quân xung phong thất linh bát lạc, sau đó hướng tới thọc sâu sen kẻ. Đối mặt các binh sĩ trấn sơn doanh dẫm thi thể lao về phía trước, Phục Châu Quân căn bản không chịu nổi, bị chém vết máu chảy thành sông. Chỉ một lát sau, Phục Châu quân dày đặc kia trước mắt Phục Châu quân tham tướng tả thắng hạo đã bị tàn sát hết. Nhìn thấy một đám binh sĩ trấn sơn doanh người đầy vết máu, vẻ mặt đầy dữ tận xuất hiện ở trước mắt. Trên người bọn họ vô hình trung lộ ra khí thế hung hãn kia, khiến các thân vệ chung quanh tả thắng hạo đều thần kinh căng thẳng, đáy mắt hiện lên nét bối rối. Đối phương vừa nhìn là biết gốc trạ cứng không dễ chọc, khó trách đội ngũ phía trước của bọn họ bị giết tới mức xác nằm khắp nơi tham tướng đại nhân tránh về phía sau một chút đi có thân vệ bắt đầu sinh ra ý lui Con người tham tướng tả thắng hạo hơi co lại cũng cảm giác như là bị giả thú hung mảnh nhìn chằm chằm nhưng tướng kỳ của hắn ở nơi này hắn nếu giờ phút này lui bước vậy nhất định bọn họ không ổn định được đầu trận tuyến trống tướng sĩ trấn sơn doanh cũng đã nhìn thấy tả thắng hạo Bọn họ phát ra tiếng trống chiến đấu, sau đó từng người lao lên. "Trụ vững bọn hắn cho ta." Tả Thắng Hạo sắc mặt căng thẳng, lớn tiếng hô lên. Các thân vệ của hắn giơ khiên, nâng trường mâu, nắm trường đao, ánh mắt nhìn chằm chằm binh sĩ trấn sơn doanh tràn đến. Ầm. Uhm. Binh sĩ trấn sơn doanh còn chưa lao tới trước mặt, vô số binh khí, tấm khiên tàn phá đã đổ ập xuống hướng về bọn họ ném mạnh đến làm các thân vệ tụ tập bên cạnh Tả Thắng Hạo bị cú ném đột ngột này làm cho đội ngũ có chút hỗn loạn. Còn có một chút thân vệ thì bị Trường Mâu ném đến sát thương. Ngay lúc này, binh sĩ Trấn Sơn Doanh đã lao tới trước mặt. Đâm. Ngăn cản bọn hắn. Vô số trường đao, Trường Mâu đồng loạt đâm về phía trước, nhất thời hình thành một phòng tuyến binh khí kín không kẽ hở. Hơn 20 binh sĩ Trấn Sơn Doanh dẫn đầu lao tới trước mặt một cái đối mặt đã bị nghiền thành thịt nát nhưng theo sát sau đó lại một đám binh sĩ trấn sơn doanh lập tức bổ khuyết lên. Không đợi các thân vệ của tả thắng hạo kịp thở dốc, bọn họ đã hung hăng lao lên. Đội ngũ hàng phía trước bị hút ngã siêu vẹo. Các binh sĩ trấn sơn doanh lao vào như là sói vào đàn dê, trường đao chém ngang, nhấc lên một mảng gió tanh mưa máu. Thân vệ của tả thắng hạo đang lui về né tránh, đội ngũ dày đặc lập tức trở nên hỗn loạn. Thấy một màn như vậy, Đầu tham tướng Tả Thắng Hạo vang ông ông, biết đội ngũ vừa loạn, bọn họ liền xong đời. Quả nhiên, theo sát sau đó binh sĩ trấn sơn doanh tận dụng mọi thứ liền chui vào. Bọn họ mấy chục người, hơn trăm người một đội, trực tiếp mang thân vệ của Tả Thắng Hạo cùng phục châu quân chung quanh đảo loạn, sau đó bắt đầu cắt. Tới gần ta, tới gần ta, đừng bị xung phong đánh loạn. Tả Thắng Hạo gấp như kiến bò trên chảo nóng, ý đồ tụ lại đội ngũ. Giết Lúc này, giáo úy Đổng Lương Thần dẫn dắt một đội tinh nhuệ xuất hiện ở trước mặt bọn tả thắng hạo. Chỉ thấy các tướng sĩ trấn sơn doanh này nắm trường mâu tràn đầy máu tươi, không ngừng hướng về phía trước đâm giết. Mấy chục cây trường mâu như bức tường mà vào, phàm là trắng phía trước bọn họ, bất luận là ai, đều bị đâm thành cái sàn. Từng binh sĩ phục châu quân người đầy máu ngã xuống, trên người tràn đầy lỗ thủng. Ở dưới trường mâu dày đặc như vậy đâm giết, cho dù các binh sĩ phục châu quân mặc giáp gia, vẫn như cũ không có tác dụng. Phàm là tránh không kịp, lập tức bị vài cây trường mâu đâm vào thân thể. Bọn động lương thần khí thế không thể ngăn cản, thân vệ của Tả Thắng Hạo không ngừng bị đâm ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. Mau bảo hộ tham tướng đại nhân rút lui về phía sau. Một quan quân thân vệ vừa dứt lời, lập tức đã bị mấy cây trường mâu đóng đinh ở trên mặt đất, hắn co giật hai cái, đã chết ngay tại chỗ. Tả Thắng Hạo thấy một màn như vậy, dũng khí trong lòng hắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Rút, mau rút! Tuy lúc trước Tả Thắng Hạo rất dũng cảm, nhưng khi đối mặt tử vong thật sự bao phủ, không có ai muốn chết. Nhưng lúc này muốn chạy đã muộn rồi. Tả Thắng Hạo bị bọn động lương thần bao vây nhiều tầng, ở trong chém giết tanh máu tàn khốc. Vị tham tướng đại nhân này rất nhanh đã bị loạn đao chém giết ngay tại chỗ, máu thịt be bét. Phục Châu quân sức chiến đấu chỉnh thể kém tuần phòng quân nhiều lắm. Ở trên chiến trường chém giết quy mô lớn như thế, so đấu tuyệt đối không phải cá nhân vũ dũng, mà là sức chiến đấu chỉnh thể của hai bên. Đối mặt tuần phòng quân tấn công dũng mãnh, Phục Châu quân vừa mới bắt đầu còn có thể đánh cân sức ngang tài với tuần phòng quân. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo thể lực sụt giảm, cán cân thắng lợi đang nghiêng về phía tuần phòng quân. Đặc biệt Phục Châu quân tham tướng tả thắng hạo bị giết, Càng dao động sĩ khí của phục châu quân chung quanh. Tham tướng cũng bị giết chết, đối mặt tuần phòng quân khác máu tàn bạo, sĩ khí phục châu quân đang tan rã, ý chí chiến đấu đang dao động. Bọn họ ban đầu đang tấn công, nhưng theo ác chiến kéo dài, phục châu quân hai cánh trái phải đều đang bị đánh cho lui về phía sau. Ở trong tuần phòng quân đã kích mãnh liệt, tốc độ phục châu quân lui về phía sau đang nhanh hơn, rất nhiều người đã không còn lòng nào chém giết công danh phú quý các thứ đã bị bọn họ ném ra phía sau đầu. Bọn họ bây giờ chỉ muốn thoát khỏi chiến trường, muốn sống sót, phục châu quân và tuần phòng quân ác chiến dằn co không đến một canh giờ, phục châu quân khí thế hùng hổ đã bị đánh cho không còn sức chống đỡ. Tuần phòng quân này quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đánh giá thấp bọn hắn rồi. Đối mặt tuần phòng quân thế công sắc bén kia, vi vũ tướng quân Dương Văn Hậu tràn đầy không cam lòng bổn ý hắn là thừa dịp tuần phòng quân đường xa mà đến, mỏi mệt không chịu nổi, chủ động khởi xướng công kích. Tuần phòng quân chưa đứng vững chân, nói không chừng bọn họ có thể một hơi đánh sập tuần phòng quân, lại đánh thắng một trận thật đẹp. Nhưng tuần phòng quân hai năm qua luôn chiến đấu, phàm là có thể sống sót đều là lão binh trên chiến trường. Chiến lực của bọn họ xa xa không phải nhóm phục châu quân này dưới trướng mình chưa trải qua chiến sự quy mô lớn có thể bằng được. Truyền lệnh, thu binh dương văn hậu ở sau khi thử ra thực lực thật sự của tuần phòng quân không muốn tiếp tục đánh bây giờ trên chiến trường thực tế thắng bại đã phân tuần phòng quân người kiệt sức ngựa hết hơi mang bọn họ đều đánh cho khó có thể chống đỡ những người còn lại này trong tay mình cho dù ném hết vào chiến trường cũng khó xoay chuyển thế cục chiến trường dương văn hậu là một người thấy ổn là thu so với ở nơi này tiêu hao hình thành thế tan tác không bằng thu nạp binh mã để về sau tái chiến. Ken ken ken. Ken ken ken. Trung quân Phục Châu quân hạ đặt mệnh lệnh thu binh rút lui về phía sau. Đội dự bị trong tay Dương Văn Hậu cũng đều ùng ùng Dương cung cài tên, kiểm hộ quân đội trên chiến trường lui về phía sau thoát ly. Nghe được mệnh lệnh rút quân, Phục Châu quân trên chiến trường như được đại xá. Bọn họ trên thực tế đã không chống đỡ được tuần phòng quân, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ngã trong vũng máu nếu tiếp tục đánh, bọn họ nhắm chừng cũng khó sống sót. Phục châu quân ùng ùng xoay người hướng rút lui, muốn thoát ly chiến trường. Tuần phòng quân là sĩ khí cao vút, cầm đao lao tới, mang từng tên phục châu quân không kịp rút lui chém ngã ở trong vũng máu. Trên chiến trường hiện ra cục diện nghiêng về một phía. Phục châu quân chạy trốn càng nhanh, tuần phòng quân thì ở phía sau đuổi rác, hai bên chuyển biến thế công thủ. Khi tuần phòng quân muốn thừa thắng xông lên, hoàn toàn đánh sập tuần phòng quân, đỉnh đầu vang lên tiếng mũi tên rít gào. Vù vù vù. Vù vù vù. Tuần phòng quân truy kích rất nhanh đã gặp cung mạnh nỏ cứng ngăn chặn. Từng gã tuần phòng quân cùng phục châu quân không kịp rút lui bị mũi tên dày đặt bắn chết ngay tại chỗ, đội ngũ truy kích nhất thời xuất hiện một mảng chân không. Mũi tên dày đặt ép tuần phòng quân không thể không dừng bước chân truy kích. Dừng truy kích. Thu nạp đội ngũ tuần phòng quân đại đô đốc Lê Tử Quân đỏ mắt biết bọn họ đã hao hết thể lực, không có năng lực ăn luôn một lộ phục châu quân này. Vì ổn thỏa, hắn cũng hạ đạt mệnh lệnh dừng truy kích. Tuần phòng quân cạn kiệt tinh lực dừng truy kích, rất nhiều người đặt mông ngồi ở trên chiến trường tràn đầy máu, há mồm thở hỗn hển. Trấn Sơn Doanh, tới gần ta. Phi báo Doanh, dơ cờ lên, tới gần. Tuần phòng quân đang thu nạp quân đội đã tách ra, các bộ binh mã đều đang tập trung trên chiến trường thi thể hai bên tướng sĩ phủ kính ruộng hoang mặt cỏ cùng khe rảnh binh khí gãy cờ xí tàn phá tùy ý có thể thấy được nhưng bây giờ vô luận là tuần phòng quân hay phục châu quân đều không có công phu đi dọn dẹp chiến trường bọn họ còn đang phòng bị đối phương tuần phòng quân ở sau khi tập kết xong chậm rãi ép về phía trước một bộ tư thế còn muốn đánh phục châu quân một lần này cứng đối cứng với tuần phòng quân tổn thất rất lớn chỉ tướng lĩnh cấp bậc tham tướng đã tổn thất ba người, giáo ý, đô ý càng chết hơn 10 người, có thể nói nguyên khí tổn thương nặng nề. Rút quân Quy vũ tướng quân Dương Văn Hậu thấy tuần phòng quân sát khí ngút trời kia, trong lòng hắn tuy không cam lòng, cũng biết tuần phòng quân quá mạnh rồi, bọn họ chút người này không làm gì được đối phương. Nếu là toàn bộ chủ lực của Phục Châu quân bọn họ đều ở nơi này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn diệt hết tuần phòng quân nhưng bọn họ mấy vạn người khác đã đi đuổi bắt hữu kỵ quân hắn hôm nay chút binh lực này trong tay bây giờ không chỉ chưa ăn hết tuần phòng quân còn gãy mất mấy cái răng nếu tiếp tục đánh thắng bại khó liệu vì thế dương văn hậu dẫn dắt phục châu quân chậm rãi rời khỏi chiến trường hướng về nơi xa rút lui trải ra thám báo phòng ngừa bọn hắn giết hồi mã thương nhìn thấy phục châu quân chủ động rút đi lê tử quân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi nếu phục châu quân tiếp tục đánh vậy tình cảnh của tuần phòng quân bọn họ nhắm chừng không ổn dù sao bọn họ một đường đánh trận hành quân sớm đã người kiệt sức ngựa hết hơi tuy ở trên chiến trường đánh rất dũng mãnh ương ngạnh nhưng trên thực tế đã đến nỏ mạnh hết đà nếu tiếp tục đánh đối phương một khi có viện quân tiến vào vậy bọn họ chỉ có kết cục bại lui cũng may phục châu quân bị bọn họ đánh cho rút đi quân nhu doanh dọn dẹp chiến trường cứu chữa người bị thương. Các doanh nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ, đều tự phái ra một đô cảnh giới. Nhóm lửa nấu cơm. Đại đô đốc Lê Tử Quân Hạ đặt một chuỗi quân lệnh. Các bộ binh mã tuần phòng quân dám đánh một trận đánh ác liệt lập tức chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục, bọn họ nhóm lửa nấu cơm, dọn dẹp chiến trường, cứu chữa người bị thương, tất cả ngay ngắn có trật tự. Đại công tử Giang Vĩnh Dương tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng ở dưới một đội binh mã tiếp ứng, từ đỉnh núi đi xuống. Khi tuần phòng quân và phục châu quân đang ác chiến chém giết, bọn người đại công tử Giang Vĩnh Dương lại gặp phải vây công mãnh liệt. Cũng may viện quân ngay trước mặt, bọn họ sĩ khí cao vút, lúc này mới kiên trì được. Chỉ là hôm nay người sống sót bên cạnh đại công tử còn sót lại hơn trăm người, hầu như mỗi người bị thương, vô cùng thê thảm. Ra mắt đại công tử Lê Tử Quân dẫn theo một đám các tướng lĩnh người đầy vết máu nên đón đại công tử Giang Vĩnh Dương lê đại đô đốc cùng các vị tướng quân mau mau miễn lễ đại công tử tìm được đường sống trong chỗ chết không còn ngạo khí ngày xưa cả người trở nên khiêm tốn hơn không ít một lần này nếu không phải các vị kịp thời cứu viện ta sợ là phải chết ở chỗ này rồi giang vĩnh dương nói xong hướng về mọi người cúi đầu thật sâu nói cái mạng này của giang vĩnh dương ta là các vị cứu ân cứu mạng giang vĩnh dương ta ghi khắc trong lòng nhìn thấy đại công tử hướng bọn họ cúi đầu Mọi người đều được yêu mà sợ, sau đó nghi người không dám nhận. Đại công tử khách khí rồi. Đây đều là điều chúng ta phải làm. Mọi người đối với vị đại công tử này tuy không ưa thích gì cả, nhưng ít nhất ở mặt ngoài vẫn tôn trọng. Hai bên tiến hành hàng huyên một phen đơn giản. Bây giờ nguy cơ đã giải trừ, cho nên vẻ mặt cũng thả lỏng. Đại công tử, các ngươi mấy ngày liền khổ chiến, mỏi mệt không chịu nổi, đi nghỉ ngơi trước một phen đi. Lê Tử Quân nói với Giang Vĩnh Dương, chúng ta sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền lập tức rút về Lâm Xuyên phủ. Dù sao bây giờ các quân đều đã tan tác, chúng ta hôm nay là một mũi quân đơn độc, nơi đây không nên ở lâu. Sau khi nghe được lời này, trên mặt Giang Vĩnh Dương hiện lên một phần xấu hổ. Nếu không phải hắn cuồng vọng tự đại, bọn họ cũng sẽ không thua thảm như thế. Hắn bây giờ còn không biết cha mình sẽ trừng phạt mình như thế nào đâu. Nhưng tất cả cái đó đều không quan trọng, mình ít nhất còn sống. Tất cả đều nghe Lê Đại Đô đốc sắp xếp. Giang Vĩnh Dương đối với Lê Tử Quân an bài không có bất cứ dị nghị gì, lập tức dẫn theo các tàn binh bại tướng đi xuống nghỉ ngơi. Đô đốc đại nhân, Lê lão đại nhân đã gặp nạn, di thể bị phục Châu quân vứt ở trong doanh địa bên kia. Đợi Giang Vĩnh Dương đi rồi, tham tướng Lưu Vân lúc này mới đi đến trước mặt, chỉ chỉ cách đó không xa. Thấy Lê Tử Quân vẻ mặt bi thương, tham tướng Lưu Vân cũng không biết an ủi như thế nào. Xin đô đốc đại nhân nén bi thương. Không có việc gì, đi xem đi. Lê Tử Quân hít sâu một hơi, lúc này mới bước chân nặng nề đi về phía nơi thi thể lão cha mình bị phát hiện. Lê Tử Quân thấy được thi thể Lê Hàng Thu đã lạnh lẽo cứng ngắc. Thời điểm phục châu quân rút lui, cũng chưa mang đi, mà là mang lão thu liễm đặc riêng ở trong một chỗ lều trại. Khi nhìn thấy khuôn mặt lão cha mình, Lê Tử Quân vị đại đô đốc này mũi cay cay, hốc mắt trào nước mắt. Các, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn ở một mình một lát. Lê Tử Quân hướng đám người Lưu Vân phía sau vô lực khoát tay. Vâng. Đám người Lưu Vân rời khỏi lều trại. Đợi lúc trong lều trại còn sót lại một mình Lê Tử Quân, nước mắt hắn rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tràn mi mà ra. Cha, con đến thăm cha. Lê Tử Quân, quỳ gối xuống đất nước mắt rơi đầy mặt giờ phút này trong lều trại đã không có tuần phòng quân đại đô đốc quyền cao chức trọng chỉ có một đứa con mất đi phụ thân trong binh doanh ngoài thành hải châu mấy quan quân bọn mã đại lực đang ở trong quân trướng nói chuyện đột nhiên bên ngoài truyền đến một đợt thanh âm ồn ào không đợi bọn mã đại lực làm rõ tình trạng một đội tả kỵ quân võ trang tận răng đã xông vào quân trướng huynh đệ có chuyện gì vậy Mã Đại Lực nhìn tả kỵ quân xông vào quân trướng, hắn nhận ra đối phương là thân vệ của Phó tướng ngụy Vũ. Đô Ý dẫn đầu nhìn bọn Mã Đại Lực một cái, cũng lười đáp lời. Bắt. Rõ. Các thân vệ cầm đao ùa lên, muốn bắt đám người Mã Đại Lực. Các ngươi làm gì? Vì sao muốn bắt ta? Buông tay. Bọn Mã Đại Lực kịch liệt giãy dụa, nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, bọn họ rất nhanh đã bị đè xuống đất hai tay bị trói chặt lại. Mang đi. Đô úy đó khoát tay, đám người Mã Đại Lực sau đó liền bị mang ra khỏi lều trại. Khi binh sĩ trong binh doanh nghe được động tĩnh chạy tới, bọn Mã Đại Lực đã bị thân vệ của Phó tướng Ngụy Vũ mang đi. Sau khi Mã Đại Lực bị mang đi, lập tức có người vội vã đi báo tin cho Tham tướng Chu Hùng. Tham tướng Chu Hùng sau khi nghe được Mã Đại Lực bị mang đi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chu Hùng tò mò hỏi: đám ngụy vũ bắt bọn người mã đại lực làm gì người báo tin trả lời chúng ta cũng không biết thân vệ của ngụy phó tướng trực tiếp xông vào lều trại đã mang bọn mã đại ca bắt đi mã đại lực là đông nam nghĩa quân đầu hàng tới vì chính là ở tả kỵ quân bên này đổi một bộ trang bị tốt sau đó lại trở về cố ý đầu hàng sắp xếp dưới trướng đám người phó tướng ngụy vũ tăng cường thực lực của bọn họ vì chính là để đám người ngụy vũ tin tưởng tặc quân đầu hàng là chân thật để tránh bọn họ hoài nghi tả kỵ quân và đông nam nghĩa quân đang diễn trò dù sao hai vị này đều là tiết độ phủ cố ý xếp vào tuy không nắm giữ thực quyền lại có ý tứ giám thị trương vân xuyên dù sao hắn nắm giữ tả kỵ quân xem như tay nắm trọng binh cho dù hắn đã đính hôn với tiểu thư nhưng vẫn không thể không phòng bị rất nhiều người dưới trướng trương vân xuyên đề nghị xử lý hai vị này nhưng trương vân xuyên biết không thể làm như vậy nếu xử lý hai vị này vậy tiết độ sứ giang vạn thành sẽ sinh ra hoài nghi đối với mình sẽ không tín nhiệm mình nữa đến lúc đó nói không chừng còn có thể xếp vào càng nhiều người hơn hoặc là điều mình khỏi tả kỵ quân cho nên hai vật biểu tượng này giữ lại là có tác dụng nhất định chỉ là bây giờ tham tướng chu hùng không ngờ hai vật biểu tượng này thế mà bắt mã đại lực cái này khiến trong lòng hắn nhất thời khẩn trương hẳn lên chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện cái gì đi ta tự mình đi đòi người. Tham tướng Chu Hùng lo lắng an nguy của Mã Đại Lực, tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn lập tức dẫn theo một đám thân vệ, liền đi đến liễu thụ trấn vừa chiếm lĩnh. Ai u, Chu tham tướng, bệnh của ngươi khỏi rồi. Ở sau khi nhìn thấy tham tướng Chu Hùng đến, phó tướng Ngụy Vũ cười trêu chọc. Tham tướng Chu Hùng cười cười nói, nhận được phó tướng đại nhân quan tâm, ta đây là bệnh cũ, tỉnh dưỡng mấy ngày là khỏe rồi hai người sau khi nói nhảm vài câu ngụy vũ liếc chu hùng một cái dò hỏi ý đồ đến của hắn không biết chu tham tướng đến vì chuyện gì chu hùng gọn gàng dứt khoát nói phó tướng đại nhân ta nghe nói ngươi đã bắt đám người mã đại lực vừa đầu hàng chúng ta ngụy vũ gật gật đầu từng là có chuyện như vậy phó tướng đại nhân dám hỏi bọn hắn đã phạm vào chuyện gì tham tướng chu hùng hỏi ngụy vũ nhìn chu hùng một cái trả lời bọn hắn là tướng cướp, tặc tính khó sửa, giữ lại bọn hắn, trước sau gì cũng là một cái tai họa ngầm. Ta cảm thấy vẫn là giết bọn hắn thì tốt hơn, bằng không về sau nhỡ đâu lại phản, chẳng phải là lại sẽ làm hại một phương. Chu Hùng Cường Điệu nói, nhưng bọn hắn bây giờ đã tiếp nhận chiêu an, muốn hối cải để làm người mới. Ngươi bây giờ muốn giết bọn họ, vậy về sau nhắm chừng không có ai dám đầu hàng nữa. Ta cảm thấy vẫn là thả bọn họ thì tốt hơn phó tướng ngụy vũ cười cười nói ai gia chuyện này không nhọc chu tham tướng phí tâm ta bí mật giết chết bọn họ dù sao lại không có ai biết nếu là có người hỏi ta cứ nói điều nhiệm bọn họ ở nơi khác nhậm chức chu hùng lại khuyên bảo một phen nhưng ngụy vũ lại là thái độ kiên quyết cố ý muốn mang các đầu mục đầu hàng bọn mã đại lực giết chết toàn bộ chu hùng mắt thấy khuyên bảo bất thành chỉ có thể mặc mũi âm trầm cáo từ rời khỏi truyền lệnh xuống tối nay liền ra tay cứu người bảo người dưới trướng mã đại lực đi đến lúc đó cứ nói ngụy vũ bức phản bọn họ mã đại lực là huynh đệ của đông nam nghĩa quân chu hùng tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết mình vớt người ra bất thành vậy chỉ có thể dùng sức mạnh lúc màn đêm buông xuống một đội người áo đen xuất hiện ở bên ngoài liễu thụ trấn bọn họ từ bên cạnh liễu thụ trấn tiến vào sau khi xử lý trạm gác tuần tra lao tới căn nhà giam giữ đám người mã đại lực, bắt đầu chém giết với thủ vệ. Ở trong một chỗ tòa nhà tài chủ của liễu thụ trấn, phó tướng ngụy Vũ, Tôn Chí Hổ cùng tứ phương các thanh y sứ trịnh thiên thành ba người ngồi ở trong phòng khách. Sau khi nghe được tiếng hô giết nơi xa, ngụy Vũ đứng bật dậy. Tựa như chính là chỗ giam giữ phạm nhân truyền đến. ngụy Vũ đi tới cửa, nhìn chầm chầm phương hướng nơi xa tiếng hô giết truyền đến, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, một binh sĩ vội vã từ bên ngoài xông vào. Phó tướng đại nhân, có người xông vào trong thôn trấn, muốn cứu người. Ngụy Vũ phân phó, phái người bao vây bọn hắn, cố gắng bắt sống. Vâng. Binh sĩ đó xoay người sải bước rời đi. Nơi xa, sau khi tiếng hô dết vang một lúc, liền không còn động tĩnh. Không bao lâu, một quan quân người đầy máu từ bên ngoài tiến vào. Trên mặt hắn mang theo một tia ảo não nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha